Chào mừng chị và các bạn quay lại với kênh Tiếng Anh Grabbike. Chị các bạn hãy nhớ đăng ký bên dưới để theo dõi những video liên quan những ngoại ngữ tiếp theo của tôi, Tiếng Anh Grabbike. Hôm nay thì thời gian là Cuba đang tặng thuốc và cử chuyên gia sang Việt Nam để hỗ trợ phòng chống dịch. Thì là tôi nhân tiện tôi làm cái video là người Cuba người ta nói tiếng gì, mà tôi đã từng được gặp và nói chuyện với Cuba bao giờ chưa? Thì tôi vào chủ đề luôn. Thì trước tiên về vấn đề địa lý một chút, Cuba là một quốc gia ở trong vùng biển Caribe, được thống kê là có dân số lớn nhất ở vùng Caribe. Bên cạnh đó sẽ gồm những cái nước Haiti hay là Cộng hòa Dominica, đại loại kiểu như vậy. Thì vùng biển Caribe này tiếp giáp về Nam Mỹ này, Trung Mỹ này, Bắc Mỹ này, Cuba trên này, tôi tí cả nhỉ, Cuba trên này đấy. Thì anh chị đã xem phim Cướp biển vùng Caribe, anh chị sẽ biết cái vùng đấy, vùng nào đó. Cái tiếp theo là về ngoại ngữ, về thứ tiếng của Cuba. Thì bất cứ một cái thứ tiếng, một cái ngôn ngữ nào của một quốc gia nó sẽ là có liên quan đến lịch sử, gắn bó rất là mật thiết, có liên quan mật thiết đến lịch sử của quốc gia đó anh chị nhé. Và Cuba cũng không ngoại lệ. Thì người Cuba người ta nói tiếng gì đây? Thì là theo văn tích lịch sử thì là khi Colombo phát hiện đảo này thì chuyến đi thứ nhất của ông là tuyên bố chủ quyền nhân danh triều đình Tây Ban Nha. Thì điều này vẫn là còn chưa chắc chắn, là đang gây tranh cãi. Tại loại kiểu như cái thời điểm đó thì là ông Colombo thì ông được liên quan đến triều đình Tây Ban Nha. Thì là ông đi thám hiểm, ông đi tìm một đất mới rất là nhiều, sang Nam Mỹ, sang cả vùng biển Caribe nữa. Nhưng mà đây ở sang Caribe thì vẫn là một điều chưa chắc chắn, còn đang tranh cãi. Nhưng mà sang Nam Mỹ chắc chắn rồi nhá. Sang Nam Mỹ, ông Colombo ấy sang chắc chắn rồi đấy. Thì là thuộc địa thì Cuba thuộc cho đó là Cuba thuộc quyền sở hữu người Tây Ban Nha trong gần 400 năm, được cai trị bởi toàn quyền tại La Habana, đây là thủ đô của Cuba đấy. Với một nền kinh tế dựa trên trồng trọt, nông nghiệp và xuất khẩu đường, cà phê và thuốc lá tới châu Âu và sau này thì Bắc Mỹ đấy. Cái đại loại kiểu như là bất cứ một thứ tiếng nào nó có liên quan đến lịch sử hết đấy. Thì là Cuba thì họ bị thuộc địa bởi đế quốc Tây Ban Nha thấy bấy giờ. Thì họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, từ thứ nhất là thứ tiếng, thứ hai bị nói giống, thứ ba là văn hóa của người Tây Ban Nha. Thì chính vì lý do đó mà họ nói tiếng Tây Ban Nha anh chị nhá. Chính vì lý do đó là tiếng Tây Ban Nha là cái thứ tiếng chính thức của người Cuba đấy. Thì hôm nay video rất đơn giản ngắn gọn thôi, người Cuba nói tiếng gì, người Cuba nói tiếng Tây Ban Nha. Tiếp theo là tôi đã từng gặp người Cuba bao giờ chưa. Thì là trong thời gian đi nói chuyện với nước ngoài và sang Tây Bờ Hồ thì tôi đã từng gặp hai lần, chưa nhiều nhưng mà hai lần, rất là hiếm gặp người Cuba. Tôi đã từng nói tiếng Tây Ban Nha với họ và rất là dễ nghe tiếng Tây Ban Nha nữa. Thế còn tiếng Anh tôi không biết, vì là tôi nói luôn tiếng Tây Ban Nha với họ. Gần như mà gặp người bản địa nào những cái thứ tiếng mà tôi biết thì tôi sẽ dùng nguyên thứ tiếng đó, rất ít khi dùng tiếng Anh, trừ khi là một cái gì đó rất là khó hiểu thì bắt đầu mới giải thích bằng tiếng Anh thôi. Mà thường thường khi nói tiếng bản địa, cái thứ tiếng người ta rồi thì người ta sẽ ưu tiên dùng hơn. Đó là tôi đã được gặp hai lần người Tây Ban Nha, người Cuba, và họ nói tiếng Tây Ban Nha rất là dễ nghe, đối với bản thân tôi rất là dễ nghe, và tôi có thể hiểu được người ta nói gì bằng tiếng Tây Ban Nha đó. Hôm nay video đơn giản là nhân dịp người Cuba sang đây tặng thuốc và cử chuyên gia sang Việt Nam, thì là tôi làm video liên quan đến ngoại ngữ đó, là người Cuba nói tiếng gì, người Cuba nói tiếng Anh, tiếng chính thức của họ là tiếng Tây Ban Nha anh chị nhé, tiếng Tây Ban Nha. Còn tiếng Anh như thế nào tôi không biết, khả năng tiếng Anh của họ sử dụng như thế nào tôi không biết, vì là hai lần tôi gặp đều là tôi sử dụng nguyên cái thời gian đó bằng tiếng Tây Ban Nha, sau đó là xin chào tạm biệt họ bằng tiếng Tây Ban Nha đó. Hôm nay làm video đơn giản ngắn gọn, tôi anh chị thấy vui và thấy bổ ích, hãy chia sẻ, like, đăng ký kênh biên dưới anh chị nhé, kênh Tiếng Anh Grabbike. Chúc anh chị có một ngày làm việc hiệu quả, nhiều năng lượng, nhiều quả, nhiều niềm vui. Xin chào anh chị.